Xe Thành rất vui được gặp lại các bác. Hôm nay chúng em rất vui được giới thiệu và giao lưu với các bác một chiếc đồng hồ đến từ nước Mỹ mang thương hiệu rất là nổi tiếng, đó là thương hiệu Watt Miller. Và đặc biệt chiếc màn hình các bác thấy đây là một chiếc đồng hồ rất là vang, một cái dáng rất là đẹp với một cái kiến trúc đặc trưng của kiến trúc cổ tích. Thùng thì đương nhiên rồi, được làm hoàn toàn bằng gỗ tự nhiên, đó là chất liệu bằng gỗ sồi. Đó, chiếc mà các bác thấy đó là một chiếc đồng hồ sồi. Và đặc biệt chiếc đồng hồ này rất phù hợp cho những bác mà mới sưu tầm đồng hồ với một cái giá cả một cái phân khúc rất là vừa phải. Đấy, em để mã số là 20 với cái giá đồng hồ là 19.500.000. Rồi tí nữa em đi vào chi tiết. Và đặc biệt hôm nay em sẽ hướng dẫn cho bác nào là mới gọi là sưu tầm và chơi đồng hồ cổ cách lên cót với một chiếc đồng hồ tạ cây này thì thường thường là một tuần chúng ta phải lên tạ một lần. Tí nữa em sẽ gọi là đưa máy nhẹ gần để em giới thiệu với các bác từng chi tiết của chiếc đồng hồ cũng như là cách lên tạ của chiếc đồng hồ này. Đó, chiếc này nhỏ các bác là chiếc đồng hồ đây. Em xin đưa máy lại gần để có chiêm ngưỡng. Rồi, như em vừa nói, đây mã số đồng hồ em đổi 20 với chiều cao là 1m98, bề ngang là 52,5, giá 19.500.000. Thùng hoàn toàn là bằng gỗ tự nhiên, chất liệu sồi. Đây, tán tương rất đẹp. Rất đẹp phải không ạ? Đặc trưng kiến trúc Gothic, trên là một cái vòm lượn, hai bên là hai cái đường trục, hai cái trục chạy suốt từ trên dưới. Tất cả mọi chi tiết rất hoàn hảo, rất đẹp, chắc chắn. Em xin được mở cái đồng hồ ra. Đó, với một mặt số La Mã, là chữ số La Mã, xứ in, bốn góc. Người ta tô điểm thêm bốn cái gọi là cái họa tiết đồng, mang một cái dáng vẻ rất đẹp. Bên trên này cũng thế, rất đẹp, phải không ạ? Đấy, thương hiệu Watt Miller, rất đẹp. Và rồi, với phân khúc này thì chiếc đồng hồ này là 8 công, 8 búa. Em xin điểm nhạc để các bác thử âm luôn. Rồi, em xin được hướng dẫn các bác cách lên tạ. Đây ạ. Tạ thì các bác khi lên tạ, các bác một tay lưng của tạ lên, tay kia cầm xích, các bác kéo nhẹ nhàng. Rồi, rất nhẹ nhàng phải không ạ. Đó, thương hiệu Watt Miller đây ạ. Và đặc biệt em xin được nói thêm, chiếc đồng hồ này là được sản xuất tại Mỹ nhưng mà nó với mục đích là xuất sang Đức, cho nên là nó có cái xích này. Còn bình thường nếu mà Mỹ thì nó là dùng tay quay. Rồi, em xin được đong chiếc đồng hồ lại, rất đẹp phải không ạ? Rồi, em xin soi tổng thể chiếc đồng hồ để các bác chiêm ngưỡng lại một lần nữa. Đó, chiếc Watt Miller này như em vừa nói, xin giao lưu với các bác là 19.500.000. Mọi chi tiết các bác có thể liên hệ theo số điện thoại 0